Xin chào các bạn, hôm nay là mùng 6 Tết. Mình nhận lời mời sang chia sẻ với các bạn đôi tùng La Hán của anh Thành Vàng Nam Định. Anh chia sẻ là anh mới thay chậu. Mình sẽ gửi các bạn về phần gốc này. Cái vành gốc này kể ra có cái gì đo các bạn xem mới sướng. Anh Thành nhờ, có cái gì để tượng trưng đây cho mọi người xem được cái gốc với sướng? Phải nhìn đây nó sợ nó hơi nhỏ. Vâng đấy, anh cho em cái gì đây với? Các bạn đợi tí anh Thành anh đưa một cái bình gì ra cho bạn xem. Đôi tùng này nhìn sướng lắm các bạn ạ, nhìn ở ngoài nó phê lắm. Bộ gốc này, thân nó chạy giật này. Vâng, anh cho em vào đấy. Tiện đây em hỏi anh luôn tí. Anh đôi tùng này anh lấy về lâu chưa anh Thành? Anh mua trong năm. Anh mua trong năm ạ? Vâng, thì vừa nãy anh vừa bảo là anh thay đôi chậu hôm 23 Tết nhỉ? Đúng rồi. Đây, trong năm đấy. Cái này anh theo đuổi lâu chưa anh, hay là vô tình có duyên mình gặp được? Nói chung là cũng theo đuổi lâu rồi. À thế ạ. Và chứ nói những đôi này là mình phải lấy lại qua người khác thôi chứ mà. À thế ạ. Không lấy được của chính chủ. Và anh ơi, nhìn em thì nó thật, anh là cũng nói thật các bạn luôn nữa là tùng La Hán em không hiểu được nhiều, nhưng em nhìn thấy đường truyền đường giật như xanh anh ạ. À. Em nghĩ như vậy là quý càng quý đúng không anh? Đây, cái chỗ này người ta cắt cái thân ngày xưa đi đúng không anh? Đúng rồi. Người ta truyền nhỉ anh nhỉ? Truyền cổ nó lên các bạn ạ. Thì như vừa nãy ngồi trước anh em nói một tí là những cái tác phẩm mà cắt giật nhiều là rất quý các bạn ạ. Đấy, video em sai là anh chia sẻ các bạn có cái gì thực tế là anh chia sẻ như vậy. Chưa có đôi nào già như đôi. Vâng, sợ thật anh ạ. Thì đây em đang quay đây là mọi người biết hết anh ạ. Vì những cái vết cắt nó huyết hết rồi anh Thành ạ. Đây này, nó huyết hết rồi. Thì nó phải có thời gian như nào đó nó mới huyết được. Nhưng nghe thấy nói tùng nuôi nó lâu lắm mà anh Thành. Quá lâu luôn. Vâng, các bạn nuôi tùng nuôi lâu lắm. Đây tay các bạn nhìn này. Anh là nuôi, người ta nuôi nó cắt hết, huyết hết rồi. Cắt giật như xanh luôn. Vâng, nhà anh nhỉ, nhìn xuống. Cái này đúng là ngắm đúng phải uống ấm trà, ngồi gốc cây ngắm từ từ vào nhỉ. Thì mới hết được cái vẻ đẹp của nó. Cái này đúng là nếu mà để hai bên được cái chỗ sảnh mình ngồi uống nước nhỉ anh. Dạ anh nhỉ, hai bên xong mình ngồi uống nước mình ngắm thì nó mới thích các bạn ạ. Mình chia sẻ các bạn là như vậy. Đây là phần bệ này. Chắc là một thời gian nữa là những cái đất nó sẽ trôi hết ra. Thì nó lộ được cái bệ rất là đẹp. Phần củ ở dưới này các bạn này. Rất là đẹp luôn này các bạn. Rất nhiều bệ luôn nhá. Cái màu nó đang như này thôi. Tuyệt vời. Cái này nó làm cái may mắn của mình nữa anh. Vì khi mình bới ra nó cũng chân bệ đẹp như này. Anh nhỉ? Đúng là như vậy. Trồng lụt đến đây. Trồng lụt đến đây đúng không? Các bạn nhìn bới là thích chưa này? Củ thích chưa? Đấy, đây là một cái là may mắn của mình thôi. Tức là mình đào ra là nó có cái củ như thế. Đây, củ này các bạn này. Cái củ nó lu hết lên, anh Thành ơi, nó lu hết lên này. Nó cứ tròn tròn. Đấy, nó già nó tự nó biến hóa. Đây là một tác phẩm các bạn. Còn bên kia một tác phẩm nữa. Hai cây cũng ná ná nhau. Nhưng thấy con kia thì nó to hơn một tí, cái thân anh nhỉ. Nói chung là 1910 anh ạ. Đây các bạn này, 1910 luôn. Là một đôi giống nhau như hệt, còn khó. Còn khó con chi đối tùng đúng không anh? Đấy, các bạn nhìn đây. Tác phẩm thứ hai đây. Thì mình cứ chia sẻ trước các bạn, xong là mình sẽ đứng xa cả đôi cho các bạn ngắm. Ui giời, không nhận thật ạ anh ạ. Em thấy cái phần gốc này này, nó cứ u hết lên này anh Thành ạ. Quá già. Vâng, mấy nửa cây nó khỏe là mình còn cho ra thêm nữa, nó còn đẹp nữa cơ. Quá già mà có những cái da này, ui thịt chưa. Sướng nhỉ. Nói chung là các bạn ạ, khi mà được sờ tay vào một cái tác phẩm thực tế ở ngoài đời như này, nhìn nó mới quý, mới thích. Nó quên hết các thứ luôn các bạn. Quên lắm, lúc tôi say ở trong gốc cây luôn đấy. Nói rất thật là như vậy. Vâng. Đấy, phần thân đây. À, cái này nó cao mét mấy anh Thành? Cao tầm khoảng độ mét 2. Mét 2. Đấy, các bạn nhìn này, điểm giật này. Ui dồi ôi, giật đi lấy cái tay các bạn này. Nó vè luôn này, nó chạy này. Cây bên này nó cũng có nhiều nét khó hơn bên cây bên kia anh ạ. Tất nhiên là thôi cũng gọi là 9-10 rồi. Đấy, các bạn nhìn đây, video Masai đang cho các bạn ngó đây, đang xem trực tiếp này. Đấy, độ khó của cái cành tùng nó cắt giật sướng thật luôn. Các vết huyết gần như là huyết hết rồi các bạn ạ.
thân đang vỡ rồi các bạn ạ. Anh nhỉ? Thân đang vỡ ra anh này. Tức là nó chuyển sang u biếu đúng không anh? U cục vậy. Đây này các bạn này. Nứt tở rồi. Mấy phần quá tay già luôn. Quá già anh nhỉ? Quá già. Thật em bảo em không biết gì về Tùng đâu, nhưng em nhìn này em đã phê lắm rồi anh ạ. Anh bảo cắt giật nó còn lâu hơn xanh nhiều mà. Nói chung là những anh em nào mà làm Tùng họ sẽ hiểu về cái tác phẩm nó khó đến như nào anh nhỉ. Và đơn giản em chỉ nuôi một cái cây xanh thôi anh ạ. Em trồng cái cây phôi thôi. Mà mấy tháng nay nó mọc lên bằng cái tăm. Thì đến bao giờ mới có một cành Tùng nó to mà nó hít như này. Không nhận các bạn. Khi làm cây mới hiểu được là cái độ nó lâu đến như nào. Đấy, video hôm sau là vừa chia sẻ các bạn một vòng. Và mình sẽ đứng xa xa các bạn ngắm luôn cả đôi. Cho các bạn ngắm cả đôi luôn. Xem đúng như là mình nói là 19-10 không các bạn nhá. Đấy, một đôi của nó đấy. Mời các bạn ngắm. Rồi mình sẽ đưa gần đến các bạn ngắm từng tác phẩm một. Đấy, một tác phẩm này. Đây là một bên nhá, mình sẽ sang bên kia đưa các bạn ngắm tiếp mặt bên kia nữa. Và cây bên này nữa. Mời anh em đánh giá xem có đúng như video sai nói là 19-10 không. Thực ra như anh Thành nói đúng, kiếm một đôi xanh giống nhau nó khó. Khốn chi là một đôi Tùng La Hán các bạn ạ. Anh ơi, anh Thành ơi, vậy cái tác phẩm này mình có phải làm gì nữa không, hay là mình cứ nuôi cho răm nó dày nữa là được anh Thành? Cái này là anh để cho nó bật khỏe, cái là mai cây là anh sẽ đột giật bật cái răm nó lại. Vâng. Cái răm đây là anh em nó mới làm để cho nó vui mắt thôi. Bộ răm là mình còn phải chỉnh sửa đồ giật lại. Vâng. Thế là nó mới đúng đẳng cấp của nó được. Vâng. Đây là gọi là có cái xương chạy là rồi, tạm ổn rồi anh nhỉ. Còn cái răm là mình phải làm từ từ. Nói vậy thôi, cái răm cũng làm lâu đấy anh nhỉ. Cũng lâu nhưng mà chắc là cũng chỉ tầm khoảng độ năm nữa. Một năm răm nữa. Nó thì nó rất nhanh. Răm làm sao cho nó hài hòa, nó hợp lý. Vâng. Nó có độ giật của răm chứ nó không phải là có đan ra không. Tức là trên một cái xương này nó chạy, sau này nó răm nó nảy nhiều đúng không anh? Rồi. Đến nó nảy đâu mình sẽ giật. Nó sẽ độ giật. Bớt răm lại. Vâng. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi đôi Tùng này của anh Thành Vàng Nam Định.